Má. ủa đi đâu ạ à? dạ bữa nay là chủ nhật nha mày đừng nói dốc tao là mày đi học đi à đâu có con đi chơi với bạn ừ. nè đứng lại đó tao có chuyện muốn hỏi mày nè dạ cái con nhỏ mà lúc trước nó hay chơi điện tử với mày đó có phải là con của ông mẹ bán thuốc lá ngoài đầu đường không ừ vụ gì mà mới bữa hôm qua tao thấy con mẹ ấy, vừa đánh vừa xô nó té ở ngoài đường á má nói cái gì bị đánh hả ừ má nói thiệt không mà mà sao bị đánh ai biết mày vô duyên không tao đâu phải má nó đâu kỳ vậy ta mà mày đánh nhiều má chà coi bộ mày lo cho nhỏ đó quá ha chị con đó là con gái của con mẹ bán thuốc đó hả nè Nghe nói con mẹ là vợ bé của ông ta đúng không Cái nhà lộn xộn đó mày coi chừng á Mày chui đầu vô đó thúi cả đời luôn đó con Mà Mỗi nhà mỗi cảnh Mỗi người mỗi số Má làm sao á Tao không cần biết gì hết á Mày làm gì đó mày làm Mày đừng hòng tao chấp nhận ngồi xui với mẹ đó nha Ủa Mà con với Thanh yêu nhau Dính dáng người tới bả đâu Ai nói không liên quan Mày không nghe ông bà xưa người ta thường nói hả Mua heo thì chọn nái Cưới gái thì phải chọn dòng Nếu con Thanh là con của nhà đó Thì thôi ha Miễn đi ha Miễn hả á? Ừ Sao được Con với Thanh yêu nhau Yêu sâu đậm lắm á Không có bỏ được đâu Ê mày đứng lại Yêu sâu đậm là sao Hả quỷ Thôi Con đi á à. Mày đứng lại chưa không Gì vậy má nè. Mày nói cho ra đẻ Mày với con đó có gì chưa Dạ rồi xảy ra hết rồi Trong lum tà lá đó Vừa lòng mới chưa, Con đi á Cái gì? Ngon Ngon Trời đất quỷ thần ơi Ông nội ông ngoại ơi Cái thằng ngon ơi là ngon Tao chưa muốn là bà nội đâu nha mày